Học đi thầy. Rồi. Hôm trước là các con là học, chúng ta học đến học năm 3 rồi đúng không nhỉ? Chúng ta học về học gì? Chúng ta học về về khái niệm biến nhớ. Chúng ta học rồi là biết rồi là các con biết về khái niệm là cảm biến. Cảm biến là rất nhiều lệnh. Chúng ta học được vài lệnh. Cảm biến là một trong những kia những cái chức năng rất là mạnh của Scratch, cho phép chúng ta có thể lập trình trong rất nhiều những cái điều kiện khác nhau, những sự kiện khác nhau. Là cảm biến về chuột, cảm biến về bàn phím, rồi là cảm biến va chạm, cảm biến va chạm như vấn đề nhân vật khác, cảm biến va chạm vào cạnh, cảm biến va chạm vào nhân vật, cảm biến va chạm màu sắc vân vân. Đó là cái điểm cảm biến. Rồi chúng ta đã học đến buổi hôm trước một cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh mà người nhân vật ấy hoặc là nhân sự khấu có thể ra câu hỏi cho người dùng để chúng ta tương tác giữa người và máy tính, tức là cái đó lệnh nôm na là cái phần mềm, chúng ta làm phần mềm thì nó tương tác với bên ngoài thông qua bàn phím. Đó, lệnh nó rất quan trọng. Thì thông qua lệnh đó chúng ta sẽ làm những cái phần mềm rất là khác nhau về học tập, về tìm hiểu kiến thức vân vân, là cái công cụ để chúng ta làm ra các cái phần mềm khác nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một công cụ nữa rất quan trọng, và đó là một trong công cụ rất quan trọng của ngày hôm nay nhé. Đó là gì? Tức là khi mà các mà chúng ta cho thấy là mỗi một nhân vật là có một cửa sổ riêng đúng không ạ? Đây bây giờ thầy điêu đêm một con chó này, con chó nhé. Thì các bạn thấy là các nhân vật này là nó không mỗi nhân vật là một cửa sổ đúng nhỉ. Đây là nhân vật chó nhé, đây nhân vật mèo, đây nhân vật chó đây. Đấy, mèo là một cửa sổ riêng, chó là một cửa sổ riêng. Thế bây giờ làm thế nào để mà được, bây giờ thầy cho thêm đây một nhân vật nữa cho nó vui nhá. Để cho thêm vào đây là thêm nhật bữa nữa, chúng ta phải làm chung nó rất là đa dạng đúng không? Bây giờ thầy đưa vào đây con voi. Như vậy là con voi ở đây này, con mèo ở đây nhé, con chó ở đây. Thế bây giờ mỗi nhân vật là một cửa sổ. Thế bây giờ làm thế nào để mà ta có thể cho các nhân vật này là nói chuyện với nhau nhỉ? Làm sao khi mèo bảo là mèo nói là chào voi, thì voi làm sao biết được mèo trả lời? Vì mèo voi lại tưởng là mèo chào chó thì sao? Đó, thì từ trước đến nay là chúng ta không có cơ chế nào, không có lệnh nào để mà tương tác giữa nhân vật với nhau và nhân vật với sân khấu. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ học cái đó. Cái này là cái rất quan trọng. Nó làm cho các nhân vật của chúng ta là để có thêm công cụ để có thể mèo nói chuyện với chó, mèo nói chuyện với voi, voi nói chuyện với chó, voi nói chuyện với mèo, mà nó không cầm được chương trình là nó rất là trơn tru. Mà đây không phải chỉ là chuyện là voi chuyện với chó đâu, mà nó là một công cụ để chúng ta điều khiển cho cái phần mềm của chúng ta chạy rất là tốt, mà không bị rất là chặt chẽ, rất là tốt, rất là hoàn hảo nhé. Và chúng ta hôm nay chúng ta học công cụ này, chúng ta sẽ làm lại các cái bài tập của buổi hôm trước. Ví dụ hôm trước chúng ta có bài tập là đánh bóng là tập đếm. Đấy, thì các con thường các con là phải là gì, là phải sao chép cái âm thanh của bóng nó sang nhiều quả bóng khác nhau, và mỗi quả bóng như vậy là có âm thanh riêng của mình. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ làm cho trình đó nó đẹp hơn, tốt hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ sửa như này, mèo đây, cái mèo đấy nhé, ta sửa vào chương trình mèo nói một câu là chào chó. Đây, mèo nó cũng là chào chó. Chào chó nhá. Và đợi trong 2 giây. Thế bây giờ làm thế nào để mà chó có thể trả lời được? Thì các buổi trước ấy, thì chúng ta cho cái lệnh là gì? Cho cái lệnh là chó nó sẽ chờ trong 2 giây. Đấy, thì lấy ví dụ các buổi trước nhá, chúng ta làm như này. Chúng ta để ở đây và chúng ta có cái lệnh là chờ, chó chờ trong 2 giây. Đợi trước khi mèo nói xong thì chó sẽ trả lời.
Câu trả lời ví dụ như là xin chào mèo. Đó, đó là buổi hôm trước nhá. Xin chào mèo. Đấy. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ phải cho cái lệnh là chờ trong 2 giây, chính xác trong 2 giây. Bây giờ sử mèo nói cũng phải trong 2 giây. Mèo nói nhiều hơn là thế nào, hay là đây có thể là một file âm thanh. Làm thế nào để ta biết được là mèo nói xong thì chó sẽ trả lời. Đó thì cái đó là khó nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái lệnh đó. Lệnh như này, tức là lệnh cho phép một nhân vật này có thể gửi một cái tín hiệu cho cái nhân vật khác, và nhân vật khác đó khi nhận tín hiệu thì nó hiểu đó là một sự kiện, giống sự kiện là click chuột ấy, hay là sự kiện là nháy chuột, hay là sự kiện là bấm phím, thì nhân vật đó sẽ trả lời bằng cách là ta lập trình dưới một cái lệnh có cái hình như này này, như này, cái lệnh sự kiện này đó. Nhá, thì chúng ta sẽ làm thử cái bài đó nhé. Bên bìa sửa mèo nói là chào chó đây rồi. Sau đó sẽ mèo sẽ gửi một cái thông điệp cho chó. Thì lệnh đó là lệnh gửi thông điệp nhé. Chúng ta vào cái lệnh là event, sự kiện. Và đây nó có một cái lệnh là tiếng Anh nó là broadcast. Đấy. Hay là tiếng Việt tôi gọi là phát tín hiệu hay là phát thông điệp. Thì đây là bác dùng, có thể dùng cái từ là gửi thông điệp hay là gửi tín hiệu. Đó, cái lệnh tiếng Anh nó gọi là broadcast, và mỗi một tín hiệu nó có một tên riêng của nó. Đấy, ví dụ như là ở đây mèo gửi một thông điệp cho chó, mèo gửi thông điệp đặt tên là gì? Bấm đây, bấm một chữ new message là đặt tên cho thông điệp này. Đấy, thông điệp là gửi chó. Thông điệp là tôi gửi cho chó, chứ là gửi tôi là chào này, gửi chào cho chó chứ không phải là cho voi. Đó, được chưa? Như vậy là mèo sẽ nói câu là chào chó, chờ 2 giây. Và mèo sau đó mèo sẽ gửi một thông điệp là gửi chó. Thì thông điệp này các bạn chú ý nhất, nó làm cái tín hiệu thôi, nó làm cái lệnh của nó làm cái lệnh của chương trình thôi. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà cả voi, cả chó đều nghe được. Thì chúng ta bấm sang voi. Đó. Và ở đây chúng ta kéo cái lệnh là gì? Chúng ta có cái lệnh là gì, là when I receive. Đó. Khi mà tôi nhận thông điệp là gửi chó. Đó, gửi chó, nếu là. Như vậy đây là lệnh gì? Đây là một cái sự kiện, đúng không? Bạn lên là có hình tròn này sự kiện. Như vậy là voi có thể trả lời cái sự kiện này. Đó, như vậy là mèo gửi một thông điệp thì cả voi cả chó đều hiểu đó là một cái thông điệp, nó là một cái sự kiện giống như sự kiện là click vào cái nháy vào cái lá cờ chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta lập trình cho voi đây, thì voi như vậy voi đây sẽ trả lời cho con mèo. Đó, nhưng mà chúng ta muốn bài tập của chúng ta là mèo gửi chó cơ, cho nên là chó trả lời, chúng ta bấm vào chó đi. Đó, bây giờ ở đây này không phải như này nữa, mà như này chúng ta bỏ cái này đi và chúng ta có lệnh sau đây là khi mà đây when I receive gửi chó, đây là một sự kiện và để đến đây, được chưa? Tức là gì? Khi mà mèo nói câu là chào chó, sau đó mèo gửi thông điệp là gửi chó, thì thông điệp này là muốn cho chó nghe. Và chó sẽ khi mà nhận thông điệp là gửi chó thì chó trả lời ngay là xin chào mèo. Như vậy là cái lệnh này được trả lời, được nói ra khi mà nhận chó nhận thông điệp này. Đây là thông điệp từ con mèo phát ra. Đấy, như vậy là giữa mèo và chó có thông tin với nhau. Còn thấy không nào? Như vậy đây là cái lệnh mà cho phép một nhân vật hay các nhân vật có thể là gửi thông tin cho nhau ở trong cái chương trình của chúng ta. Và đó chính là cái rất quan trọng, rất rất quan trọng để chúng ta sẽ lập trình để cho các nhân vật có thể là hoàn hảo khi bước ra bước vào. Con thấy là khi con xem kịch, đúng không, xem phim đúng không, thì người này vào sân khấu xong thì người này lại ra, người kia lại vào, đang nói đến người thứ ba lại vào không lại ra, thì làm sao họ biết là khi nào vào họ ra? Thì ở sân khấu ấy, là phải có kịch bản, phải có ông đạo diễn ấy, không chỉ là bạn này vào đi, bạn kia vào, bạn này ra đi, bạn này vào đi. Đó là sân khấu của chúng ta. Còn là phần mềm thì nó phần về Scratch thì không có ai là như vậy cả. Chúng ta phải tự lập trình để điều khiển. Được chưa? Đó thì chúng ta, như vậy là cái lệnh thông điệp này là rất quan trọng. Nó cho phép chúng ta là điều khiển hài hòa các cái sự kiện trong chương trình. Và đó chính là cái mà giúp cho chúng ta tạo ra một cái phần mềm hoàn chỉnh, một cái kịch bản hoàn chỉnh. Được chưa? Rồi. Thì bất cứ khi nào mà có cái sự liên lạc giữa nhân vật này và nhân vật khác thì cần phải có thông điệp. Các buổi trước chúng ta đã học ấy,
là giữa nhân vật với nhau thì chúng ta có thể trao đổi qua cái khái niệm là binh nhớ cũng được. Binh nhớ cũng là binh nhớ, là binh nhớ dùng chung. Chúng ta có thể dùng binh nhớ để quan hệ giữa hai nhân vật, nhưng mà dùng thông điệp thì nhanh hơn và nó chính xác hơn. Rồi, như vậy ở đây nhé. Như vậy là khi mà chó nhận thông điệp là gửi chó, thì chó biết ngay ai đó là mèo gửi, và chó sẽ viết ngay gửi thông điệp là xin chào mèo, được chưa? Sau đó chó sẽ hỏi tiếp một câu ngay ngay sau đó. Chó sẽ hỏi chó sẽ nói là gì? Là xin chào mèo và voi. Đấy, mình đã thử nhé. Bây giờ chó này, chó sẽ gửi thông điệp tiếp theo là gửi cho cả hai, là nó có lời xin chào. Xin chào mèo và voi, chào cả hai người luôn, voi voi nhé. Đó, và khi đó chó sẽ gửi một thông điệp để cho cả hai người, để cho cả mèo và voi sẽ cùng trả lời, cùng nhận được đây, vào cái nhóm lệnh là sự kiện event, và có cái lệnh là gửi thông điệp broadcast nhé. Và đây chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn cái là new, là tạo một thông điệp mới, bấm vào đây, và thông điệp này có tên là chào chào cả hai, chào cả hai, ít chào cả voi và mèo. Bấm vào đây đó, gửi đây. Như vậy sau khi mà nhớ lại nhé, khi mà chó này nhận thông điệp là gửi chó từ mèo gửi đến, thì chó sẽ nói ngay là xin chào mèo, thì đây cái lệnh này là lệnh riêng cho mèo. Sau đó mèo chó sẽ nói tiếp câu thứ hai là xin chào mèo và voi, được chưa? Và sau đó khi nói xong thì chó sẽ gửi thông điệp cho cả hai, cho cả hai, thậm chí có thể đưa cái này lên trước đây cũng được, tức là gửi thông điệp trước xong đó thì là viết ra cũng được, không sao cả. Thì cứ nhận thông điệp là chào cả hai này, thì cả mèo cả voi đều trả lời là xin chào chó. Rồi ta nhập lệnh, nhập trình lại cho voi voi nhé. Đây voi đây, voi ở đây khi nhận thông điệp là chào cả hai đó, khi voi nhận thông điệp chào cả hai của chó, thì voi sẽ nói là xin chào chó, xin chào bạn chó, được chưa? Đồng thời bấm vào đây chọn mèo. Đây, khi mèo nhận được thông điệp là đây, khi đây là gọi là when I receive, đúng không? Thông điệp bấm vào đây là chọn là chào cả hai. Khi mèo nhận thông điệp là chào cả hai thì mèo hiểu ngay, à đây là chó gửi thông điệp rồi, mèo sẽ nói một câu là gì? Là xin chào bạn chó. Đây, này. Chào rồi nhé, mình chào lại. Mèo sẽ nói là xin chào, mèo sẽ nói là xin chào các bạn chó và voi, được chưa? Đó, bạn thấy không? Như vậy là qua cái thông điệp này thì các nhân vật có thể chào hỏi nhau rất là nhịp nhàng. Ta chạy thử nhá, bấm đây này, đây chào chó này, xong rồi xin chào mèo và cho gửi lại, và cả hai cùng chào là xin chào các bạn chó và mèo đồng thời, thấy không nào? Vậy là đồng thời các hai bên nó uyển chuyển và nó không không bị sai, mà không phải không không sợ là nó đúng hay nó sai gì nữa, không sợ là nó bị lệch lệch thì thời gian, hoàn toàn chính xác. Con đã hiểu chưa? Đó, như vậy là chúng ta nhớ hai lệnh nhé, đều nằm trong cái nhóm lệnh là event, là cái lệnh nhất là lệnh là gửi thông điệp, lệnh nó là broadcast đây, gửi thông điệp. Và chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta bấm vào nút new message, chúng ta có thể nhập thông điệp mới. Như vậy là mỗi thông điệp là có một cái tên riêng nha, tên riêng. Và khi lập trình ý, khi tôi lập trình cho một nhân vật A là gửi thông điệp, thì ý tôi là muốn gửi cho ai đó, tôi phải biết trước, tôi phải biết trước trong đầu rồi, tôi là người lập trình mà, tôi là người đạo diễn, tôi biết trước nhé. Và người nhận làm gì? Người nhận sẽ dùng cái lệnh là when I receive message, và người nhận sẽ coi cái này như là một sự kiện, mình tròn tròn đây kiện. Và đây sau đây là những lệnh mà xử lý khi nhận sự kiện này. Thì cái sự kiện này sẽ được gửi gửi trong máy tính, sẽ gửi với tốc độ là ánh sáng, là rất nhanh, tích tắc của máy tính là nhận được ngay. Cho nên là bảo đảm chương trình sẽ rất là nhịp nhàng, không bao giờ có chuyện là gọi một tiếng mà lúc sau mới thưa, gọi là thưa ngay, gọi là thưa ngay, chính xác. Con đã hiểu chưa nhé? À, như vậy là cái lệnh mà chúng ta học cái lệnh đó, thì chúng ta sẽ làm các bài tập để chúng ta hiểu. Thế đây cái bài tập này là bài này là bài số 1 để đưa cho con xem thôi, là cái ví dụ minh họa thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần mềm nhỏ nhỏ, làm lại những bài của hôm trước thôi.
làm lại các bài của hôm trước, nhưng mà chúng ta sẽ nhấn mạnh ở đâu chúng ta cần phải gửi thông điệp cho chính xác hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái bài này là bài số 1 của hôm nay nhé. Hôm nay là buổi số 6 đúng không? Hôm nay là đây là bài số 1 của buổi số 6 của buổi hôm nay nhé. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một vài cái vào làm lại một vài cái chương trình nhé. Hay là có thể là mới, có thể là cũ, mà thầy sẽ làm lại một vài cái nhé. Thì chúng ta thấy là cái quan trọng của cái lệnh, chúng ta sẽ làm luyện thật nhiều các bài tập liên quan đến cái lệnh là thông điệp. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta đây, bây giờ thầy giả sử cái bài hôm qua thầy làm cái bài là mèo leo núi đúng không? Bây giờ mèo sẽ lên mèo sẽ điền bài tập như này. Đầu tiên mèo ở đây và mèo sẽ liên tục ra những câu hỏi. Nếu mà đúng thì mèo đi lên núi, nếu mà làm sai thì bị trừ. Khi mèo lên đỉnh núi thì là thắng. Thì mèo kêu meo meo. Nhưng mà yêu cầu gì? Yêu cầu của đầu bài là gì? Thêm nữa nhé, là khi mèo thắng ấy, thì lập tức là giáo viên hiện ra và nói là chúc mừng em đã hoàn thành, đã hoàn thành chương trình, hay là đã hoàn thành bài tập. Chúng ta sẽ đưa thêm đây một nhân vật nữa là nhân vật cô giáo, được chưa? Đó, cô giáo sẽ ở đây nhé, mèo sẽ ở đây này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhanh cho con mèo. Thì trước lập trình nhanh cho con mèo, chúng ta vẽ lại sân khấu một chút như hôm qua. Chúng ta sẽ vẽ lại sân khấu để cho nó có một đường lên như này. Là vậy vẽ nhanh thôi. Hôm qua thầy vẽ thầy dùng cái này, ra nhận thầy dùng cái này mà thầy dùng chọn cái này nên là cái màu nâu một tí đúng không? Màu nâu một tí. Đấy, nâu như này. Mà thầy sẽ vẽ cái đường như này. Đấy nhá. Từ góc ở đây. Thì vẽ một đường cũng không quan trọng lắm, nó thẳng ở đây nhá. Hai được hai như thế nhé. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu. Chúng ta sẽ tô màu phía dưới cho thành màu xanh cho nó hay đây. Được chưa? Đấy. Không quan trọng lắm nhá. Khi mèo đây. Mèo nó chúng ta phải lập trình là cái mèo làm đúng nhất đi lên. Thì cái lệnh lên đơn giản nhất là lệnh lên là như này, chúng ta ví dụ chúng ta đi lên là chiều rộng của cái màn hình là 480, chiều cao là 360. Thì chúng ta cứ bước một làm đúng, chúng ta tăng cái chiều rộng lên là 48, tăng chiều cao lên là 36 là được, nó đi đúng theo chiều này thôi. Nhưng mình cứ làm nhá. Mình chúng ta làm chuyển cho mèo trước này. Mèo nhá, tay mèo đây. Chuyển nhanh này. Được chưa? Thì lập trình liền như thế này. Lập trình là mà mèo bắt đầu ở đây, bắt đầu mèo ở chỗ này, như vậy là bắt đầu mèo đứng ở vị trí này. Vị trí này là vị trí là trừ 190 và trừ 130 đây. Chúng ta để mèo ở vị trí này. Đấy. Nhé. Và sau đó thì mèo sẽ liên tục ra những câu hỏi. Dừng khi nào? Dừng khi mèo ở trên đỉnh núi, tức là khi mà chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là lặp cho đến khi, đúng không? Repeat until. Chúng ta cho mèo lặp cho đến khi, ví dụ lặp cho đến khi mà tọa độ y nó là trên cao như vậy, thì ta đặt ví dụ lặp cho đến khi mà đây, cho đến khi mà cái tọa độ y của nó là y position đây, x cũng được, y position mà ví dụ lớn hơn là 160 chẳng hạn, hay là 150, là ta có cho mèo dừng lại rồi nhé. Đây về đây nhé, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta cho cái lệnh này, đây là cho lệnh lớn hơn đúng không, lớn hơn đây nhé. Nếu mà e position mà lớn hơn như hơn nữa là 160 chẳng hạn thì có thể được, hay là 170 tùy chúng ta. Đây như vậy là lặp cho đến khi mà e position lớn hơn 60 thì dừng lại. Bên trong là chúng ta liên tục ra những câu hỏi, được chưa? Ra câu hỏi rồi chúng ta làm thử nhé. Chúng ta sẽ mà làm nhanh thôi. Như một chút chúng ta tạo ra hai cái biến nhớ nhé. Tạo ra hai cái biến nhớ tên là M và N là các cái số, là phép cộng hay là phép trừ gì đó, không quan trọng rồi. Nhưng thì ta làm như sau này. Chúng ta sẽ sinh. Chúng ta sẽ sinh M và N đây. Làm nhanh nhé. C
sinh viên trong cái sinh ngẫu nhiên trong cái khoảng từ 1 đến 10 chẳng hạn, ví dụ như này. Đấy. Và chúng ta sẽ là chúng ta hỏi liên tục chúng ta dùng cái lệnh tương tác với người sử dụng đấy, và sẽ sinh lệnh này ask, đúng không? Đây, ask là tính tổng, đúng không? Của chúng ta phải dùng cái lệnh này để nối lại với nhau, định join này nhé. Tính tổng của m cộng n, chúng ta nối ba lại với nhau, chỉ có thể tính, có thể thêm ở đây, đúng không? Đã. Đây, tính tổng nhé, của này chúng ta nối lại này, chúng ta nối là m này, đúng không? Làm phép cộng này, đúng không? Tiếp theo là n này, và đây có dấu bằng, dấu hỏi cho mình. Như vậy là liên tục mèo sẽ hỏi là tính tổng m cộng n bằng bao nhiêu, và người dùng sẽ trả lời nhé. Trả lời nếu mà đây, nếu mà trả lời đúng ấy, thì mèo sẽ đi lên, còn trả lời sai thì đi xuống, nhưng mà trả lời xuống, đúng không? Ở đây chúng ta có thể thêm cái điểm đây cho nó hay hay, nhưng ta thêm cái động tác nữa là dùng cái biến score để tính điểm nhé. Thì ban đầu cái biến score này cho bằng 0 nhé. Làm lại bài hôm trước đi mà nhé. Điểm số đây nhé. Đó. Số chỉ là tính điểm thôi, không quan trọng nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, mình chúng ta kiểm tra nhé. Kiểm tra này, nếu này, đây dùng lệnh này, dùng lệnh là if then else. Đây đây đây. Nếu mà đúng thì tăng điểm lên một đơn vị và cho mèo đi lên. Còn nếu sai, nếu mà sai mà score mà còn lớn không thì chúng ta giảm score, không thì thôi nhé. Rồi chúng ta làm này, đây nhé. Nếu này, nếu có gì, nếu đây, chúng ta lại là bài hôm trước nhé, làm lại bài hôm trước thôi. Nếu dấu bằng đấy nhé. Nếu mà cái câu trả lời của người dùng là answer này, nếu mà answer này bằng m cộng n, chúng ta phải nối với cộng đơn cộng này vào. Đây, cộng đây này, cộng ở đây nhé. Đó, đây chúng ta copy cái này sang xuống dưới. Nếu mà đây, copy cái này. Đó, nếu mà answer bằng m cộng n thì là lên, thì lên, đúng không? Thì đi lên. Đâu, người vào hết rồi, đúng không? Vào hết rồi. Đi lên, đúng không? Thì lên làm như sau này. Đi lên, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tăng điểm cho cái người đó trên score by 1, cho tăng điểm score by 1, được chưa? Đó. Và sau đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta tăng lên, chúng ta dùng cái lệnh là trên x trên y cho nhanh nhá. Trên y này, trên x. Đây, trên x. Trên y. Trên x by, ta cho tăng lên, cho nó tỷ lệ tăng lên là chiều rộng lên là 48, mà tăng lên là 48 vì chiều rộng của cái là 480, tăng lên 10 lần thì là lên đỉnh, đúng không? Còn là chiều cao nên là 360, tăng lên 36, được chưa? Còn nếu sai, thì trừ, thì ta đây đúng đây. Nếu sai nhưng không phải kiểm tra, nếu mà sai ở đây nhé, nếu sai thì nếu mà score lớn không thì ta mới giảm. Ta thêm lệnh nữa đây là nếu đúng không, nếu gì, nếu mà score đâu rồi, nếu mà score dùng lệnh lớn hơn đâu nhỉ, đây đây này nhá. Nếu mà cái biến score là cái biến điểm số lớn không thì ta mới được cái này vào đây. Để chúng ta chú ý nhé, đây là trừ 1, tức là giảm điểm đi. Và chỗ này là giảm trừ 48, còn đây là trừ 36. Đấy, chứ đây là đoạn gì chính đây, đúng không? Chính đây, đúng không? Và khi mà y mà lớn 180 thì ta dừng lại. Thì đây, hôm trước là ta cho mèo kêu meo meo ở đây, đúng không nào? Kêu meo meo. Đây, cho cái mèo meo meo ở đây. Đấy, cuối cùng. Đó, được chưa?
Rồi bây giờ ta chưa lập trình cho cô giáo gọi nhé. Bây giờ chúng ta thử thử dạy cho chị như nào. Nào đây, tính tổng này, 4 cộng 7 này, 11 này. Enter này, lên đúng không? 9 cộng 6 là 15, chúng ta cộng thành làm sau nhé. 3 cộng 6 là 9. Làm sai nhé. Xuống. Lên. 4 cộng 8, lên. 8 cộng 1 là 9, lên. Được chưa? 2 cộng 3 là 5, lên. Đấy, 4 cộng 2 là 6, lên. Đấy. À, tiếp theo là 9 cộng 2 là 11, lên. Vẫn chưa được thắng đúng không? 1. Đấy, thắng nhá. Kết thúc. Thì đó là bài hôm trước. Nhưng bài hôm nay như bài này thầy làm thêm là khi mà khi bắt đầu trò chơi thì cô giáo là ẩn đi, không hiện ra. Nhưng khi mà mèo thắng thì cô giáo mới hiện lại trở lại. Và cô giáo kêu là chúc mừng em đã hoàn thành, đã leo núi thành công. Thì làm thế nào? Đó, thì mình chúng ta làm thêm cái phần đó nhé. Lập trình cho cô giáo này, bấm vào đây này. Khi bắt đầu chơi, chúng ta dùng lệnh này. Khi bắt đầu chơi thì cô giáo là ẩn đi. Cô giáo không xuất hiện, cô giáo sẽ ẩn đi. Chúng ta dùng cái lệnh vào lúc chúng ta cho cô giáo là ẩn đi, dùng cái lệnh là gì, là dùng lệnh là hai, là ẩn đi. Đó, được chưa? Rồi, thế thì khi khi mèo thắng thì giáo viên sẽ hiện lên. Thì khi nào thì mèo thắng? Khi nào nhỉ? Không biết được. À, như vậy chúng ta sẽ phải dùng bây giờ dùng thông điệp. Khi mà mèo nó thắng ấy thì mèo sẽ gửi thông điệp cho giáo viên thông báo là thắng rồi. Thì giáo viên sẽ xuất hiện. Như vậy khi mèo kết thúc để khi mèo cái mèo mèo thì mèo sẽ gửi một thông điệp đó, chúng ta học một thông điệp nhá. Chúng ta vào event và chúng ta gửi cái lệnh là broadcast. Đó, chúng ta bấm lên chọn cái là vào cái lệnh là new message và ta chọn cái dòng chữ ví dụ là thắng rồi. Thắng. Để thông báo cho cô giáo biết em bé chúng ta đã hoàn thành bài tập thắng rồi. Và khi đó giáo viên sẽ trả lời như sau. Đây, giáo viên khi nhận được thông điệp thắng rồi đó, bạn thấy không nào, thì giáo viên sẽ làm sao? Giáo viên sẽ hiện ra, dùng cái lệnh vào cái show hiện ra đó, và giáo viên thông báo cho học sinh, thông báo là chúc mừng em, chúc mừng em đã leo núi thành công. Được chưa? Đó. Và thậm chí cho hẳn là lên là 10 giờ cho nó thích. Còn thích nữa các bạn có thể vào giáo viên, các bạn có thể tìm một cái âm thanh ở bên trong trong máy tính có rất nhiều âm thanh khác nhau nhé. Đây này, rất nhiều âm thanh là chúng ta có thể dùng cái âm thanh nào hay hay, cái âm thanh là đấy, âm thanh là hình có âm thanh là vỗ tay đấy. Tìm đi tìm đi tìm, chị có chưa tìm. Âm thanh để tìm được voice. Hey. Thầy đang tìm. Bây giờ thầy không nhớ được chỗ nào. À, và tìm được âm thanh là cái thứ vỗ tay như này này. Thầy vào thử cái thầy vào sport cái. Chỗ nào? Sport. Sport này. Đó, hãy tìm thử xem. Cái chia đấy ạ, chia. Ở giữa ở trên nhỉ. Quá ổn quá. Ôi, không cần nhé, tôi làm sau nhé, gọi về nhà gọi tìm nhé. Hay vào nó có cái nó có đấy. Đến thầy ạ. À, là nhá, bây giờ thì thôi bây giờ không tìm nữa rồi. À, được rồi, như vậy là xong nhá. Như bây giờ thầy làm kiểm tra lại này, ta làm lại thử nhá, tôi bật to này đấy, chạy thử từ đầu nhá. Đây, chạy từ đầu nhá. Tính tổng 9 cộng 3 này, đầu tiên ta chơi mà thấy là khi bắt đầu vào chơi là giáo viên là không có trên màn hình nhé. Ta làm nhá. 9 cộng 5 này là 14 này, đi lên 20 này, đi lên này. Đó, tăng cộng 10 là 18, đi lên này. Đúng không? Chỉ có 2 11 đi lên này. 4 cộng 10 là 14, đi lên này. 10 này. 7 này. 2 cộng 1 này, 3 này. Vẫn chưa được 13 này.
Đấy. Khi mà thấy là khi mèo ngoái, mèo gửi ngay thông điệp và lập tức giáo viên hiện ra. Các bạn thấy không nào? Như vậy là các bạn thấy là giữa mèo và giáo viên có sự phối hợp rất nhịp nhàng. Chúng ta không thể nào mà cho giáo viên là dùng lệnh là wait, là chờ biết bao giờ thì thắng được, không biết được. Cho nên là chỗ này là đây chính là chỗ rất quan trọng của chương trình đây. Và trong các phần mềm mà các con phải làm là có những yêu cầu như vậy, là khi này thì như này, khi này là như thế kia. Đó, thì cái đó chúng ta phải dùng thông điệp giữa hai bên. Thực ra cái bài này các con có thể dùng biến nhớ được, nhưng thì bác cho con là bài tập về nhà là bài này con có thể là không dùng thông điệp vẫn có thể giáo viên hiện ra được, con dùng biến nhớ. Còn cách dùng thông điệp là cách là nhanh nhất mà dễ hiểu nhất nhé. Rồi thì chúng ta ghi bài này thành bài số là B2 nhé. Bài số 2 của hôm nay là bài rất quan trọng đó, chúng ta bài B2 đi, bài B2 nhé. Được chưa? Đấy, như vậy là đây là cái bài mà nó gửi thông điệp giữa các cái em các phần tử với nhau nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bài khác. Cái bài này là đây nhá. Chúng ta new một cái đi nhé. Rồi. Thế bây giờ đây, như tôi mèo bao làm như này. Bây giờ vui thôi, tập vui, nhưng bây giờ giả sử chúng máy tính qua trong chúng ta con mèo và chó đi, nha, mèo và chó. Thầy ơi, thầy cho con xem lại bởi vì lúc nãy con bị thoát ra. Xem lại cái gì cơ? Xem lại bài mới hả? Vâng, lúc nãy con có người gọi. Xem lại bài nào? Có phải xem lại bài vừa rồi không? Con mèo đang ngủ ạ. Xem lại bài mèo nó núi à? Vâng. Đây này, nhé. Con muốn xem mèo hay là xem... Đây, xem mèo đây này. Đây là mèo nhá. Đó. Chúng nhỏ đi này. Thì ở cuối chương trình như là đây này. Mèo nó sẽ... Khi mà... phần này là phần trên này, phần dễ hiểu đúng không nào? Mèo sẽ liên tục ra cái đề câu hỏi cho đến khi mà e position lớn hơn 160 là mèo lên núi đỉnh núi thì dừng lại. Khi dừng lại thì mèo sẽ gửi thông điệp, đây thông điệp là thắng rồi. Đây là chỗ quan trọng của hôm nay này. Đó. Mèo cứ meo meo đồng thời gửi thông điệp là thắng rồi nhé. Mày hiểu chưa? Thầy ơi. Còn đây là giáo viên đây, giáo viên rất đơn giản, chỉ hai lệnh này thôi. Khi bắt đầu chương trình thì giáo viên là ẩn đi, và khi giáo viên nhận thông điệp thắng rồi, giáo viên biểu hiện ra và thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành, đã lên núi thành công. Hiểu chưa nào? Nhá. Vâng. Bây giờ chúng ta làm sang bài số 2, cũng là bài đơn giản để vui vui thôi, nhưng mà để con biết được cái cách chúng ta dùng cái thông điệp. Nhá, vui. Bây giờ như này. Chúng ta trong cái bài tập là mèo với chó là vui, là chạy tiếp sức. Chúng ta cho đây nhé, cho để ở đây nhé. Đó. Thì bây giờ bài tập như sau này. Bài tập là đầu tiên là cho mèo chạy tự do trong chương trình. Nhưng hễ khi nào mèo gặp chó thì mèo dừng lại, mà chó là chạy ngẫu nhiên. Chó mà đã chạy mà gặp mèo thì chó lại dừng lại và mèo sẽ lại chạy. Cứ như vậy, liên tục như vậy. Như vậy hai người tiếp xúc nhau, chó nhé, mèo chạy gặp chó, mèo dừng lại, chó chạy lung tung. Chó gặp mèo thì chó dừng lại, mèo lại chạy. Lúc chỉ có một sao là mèo lại chạy, gặp chó lại mèo đứng lại, chó lại chạy. Được chưa nào? Cứ như vậy. Con đã hiểu chưa? Bài tập này tuy đơn giản thôi nhưng mà cũng không phải là dễ đâu. Để chúng ta làm nhưng mà cũng chúng ta... cho nó nhỏ đi là 60% nhé. Mèo đây nhé. Mèo đây. 60%. Đó. Thì chúng ta quyết định là mèo ở đây nhưng mà chó ở đây nhé. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta đặt cái chị ở đây. Bây giờ chúng ta cho bắt đầu này. Mèo này. Mèo bắt đầu tiên là cho mèo ở đây. Xin lỗi. Bệnh này chứ. Vô tu. Ở đây. Được chưa? Nhá, và chó. À, đây là chó đúng không? Còn đây là mèo đây.
mèo chó đúng không? Đúng, đây là mèo đây. Mèo cũng như vậy. Mèo. Ban đầu thì mèo à. Đầu tư vào đây. Đúng lại này. Để chúng ta để cho là để cho cả chó và mèo đều ở trạng thái là mèo chỉ đi thẳng chứ không lộn với được, chúng ta cho cả hai cái lệnh là set rotation style là left right nhé, cả hai luôn, cả hai luôn, chó cũng vậy. Như cả hai chúng ta cho họ cho muốn cả hai cùng chạy là cũng nhiên, chúng ta muốn là ban đầu cả hai cùng hướng vào hướng bất kỳ, chúng ta dùng cái lệnh là point in direction cả hai luôn nhé. Point in direction là chọn một cái ngẫu nhiên như này, ngẫu nhiên từ 1 đến 360 đó, ngẫu nhiên nhé. Và mèo cũng vậy, chúng ta có thể kéo lại sang để copy sang cho mèo đấy, đây là lệnh thao tác là copy đấy. Đây là chó này, mèo này, giống hệt nhau, được chưa? Rồi, và ban đầu là mèo chạy, mèo là chạy, được chưa? Còn chó đứng yên. Được rồi, thế bây giờ làm thế nào để chúng ta bắt đầu cho điều khiển mèo chạy, con chó chạy nhỉ? Vì cái này nhé, chúng ta chú ý nhé, là khó vì nó liên tục như vậy. Thế như sau nhé, bạn chú ý là chúng ta cùng phân tích nhé. Bạn Khang hỏi gì đấy? Khang, cho hỏi gì? Bài này thật ra là bạn đi lại cũng không phải dễ. Tức là liên tục, đầu tiên là mèo chạy. Gặp chó thì mèo dừng lại ngay. Chú ý nhé. Khi mèo gặp chó dừng lại thì chó lại phải chạy. Chạy ngẫu nhiên. Gặp cạnh thì quay lại. Nhưng hễ chó mà gặp mèo thì mèo lại chạy. Thế làm nào bây giờ? Đó, thì bạn chú ý nhé. Là phải có sự thông đồng rất chặt chẽ giữa mèo và chó, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta tưởng tượng chúng ta sẽ làm đạo diễn đi. Đầu tiên chúng ta hô là mèo chạy. Thì mèo chạy. Khi mèo mà chạm vào chó thì lập tức có lệnh là mèo dừng lại. Và có lệnh hô khác là chó chạy. Chó chạy. Khi chó chạy va vào mèo thì có lệnh tham gia có một lệnh thông báo là chó đứng lại. Và có lệnh là mèo chạy đi. Hay như vậy chúng ta luôn có cái thông điệp là mèo chạy đi, chó chạy đi. Con đã hiểu chưa? Như vậy ở đây phải có cái sự gọi là quan hệ rất chặt chẽ giữa hai bên, được chưa? Như vậy là chương trình sẽ phải cần có cái thông điệp là mèo chạy và chó chạy. Đầu tiên là chương trình ra thông điệp là mèo chạy thì mèo mới chạy. Nhận thông điệp mèo chạy thì là mèo chạy. Khi mèo gặp chó thì mèo sẽ dừng lại, mèo sẽ tự dừng lại và mèo gửi thông điệp là chó chạy, chó sẽ chạy. Khi chó chạy, đang chạy, chó va phải mèo thì chó đứng lại và chó ra thông điệp là mèo chạy, mèo lại chạy. Cứ như vậy, hai bên cứ vậy lồng vào nhau, con thấy không nào? Vậy bài này là cái bài tưởng là dễ nhưng mà thật ra là tu mới khó, mình sẽ làm nhé. Đây, chúng ta làm chuyện cho mèo trước đây. Ở đây không thể nào cho chạy ở ngay đây đâu, chúng ta làm như sau. Khi mà đây bắt đầu chỉ là như này nhé, thì bắt đầu mèo đây này, mèo sẽ ra thông điệp cho chính mình luôn. Mèo sẽ gửi thông điệp như sau. Mèo sẽ vào events và mèo sẽ gửi một thông điệp có tên là mèo chạy. Đó, thông điệp, chúng ta dùng hai thông điệp thôi là mèo chạy. Đây là thông điệp để báo cho mèo là mèo chạy, gửi thông điệp là mèo chạy, được chưa? Thì thấy sửa cái gì này cho hay hơn một chút để cho thấy là nó làm một cái phần mềm mà nó làm cái chương trình thành trò chơi nó hoàn chỉnh. Nhưng mà để tạo đây là mèo gửi thông điệp là mèo chạy. Thực ra có thể là sân khấu của thông điệp cũng được mèo gửi nhé. Rồi, khi nhận thông điệp là mèo chạy thì mèo sẽ chạy, được chưa? Rồi, hay thôi, điểm này nó không hay lắm thì chúng ta bỏ cái này ra ngoài đi. Vì mèo là người sẽ cho mèo thì quay lắm ta làm sao nhé. Bây giờ chúng ta sang sân khấu đi. Sân khấu là người thông điệp. Sân khấu đây nhá. Đó. Thì chúng ta thông thường ấy, khi mà chúng bắt đầu một chương trình ấy, thì nó có hai kiểu. Một là thông thường là dùng lệnh click vào đây này, thì bắt đầu trò chơi. Nhưng mà nhiều chương trình, nhiều trò chơi khác nhau thì lệnh này này không phải bắt đầu chơi. Đây là cái lệnh là chuẩn bị sân khấu thôi. Còn
Trò chơi bắt đầu bằng bấm phím là space. Bấm phím space thì bắt đầu chơi. Chúng ta thử bài này nhé. Như vậy là bấm vào cái lệnh này là mèo với chó là xác định vị trí ban đầu thôi. Còn chúng ta sẽ gọi cái lệnh là đây ta đang lập trình sân khấu nhá. Các bạn còn chú ý này, sân khấu nhá. Thì khi chúng ta gọi khi mà sân khấu có lệnh, khi mà người dùng bấm vào phím space thì bắt đầu chơi. Khi bắt đầu chơi thì sẽ như sau. Bắt đầu chơi thì sân khấu sẽ gửi thông điệp. Sân khấu gửi thông điệp rồi nhá. Gửi thông điệp là mèo chạy. Gửi thông điệp là mèo chạy. Đây, chúng ta làm cho thật chuẩn luôn để con thấy là nó mèo chạy nhá. Gửi thông điệp là mèo chạy. Mèo chạy. Được chưa? Ok. Xong treo máy này nhỉ. Con nghe rõ không nào? Alo. Nó đang đờ. Thầy, màn hình con đen xì như thế ạ. À thế à? Còn màn hình của con thì vẫn thế nhưng mà... Thầy ơi, màn hình của con vẫn như bình thường mà thầy. Để kiểm tra cho lại lỗi, có lỗi gì đó nhé. Để. À hết rồi đấy ạ. Hết rồi. Ừ. Nào chạy nhé. Rồi may quá. Con nhìn rõ chưa? May quá, dưới nó hơi bị đơ một tí đấy, bị đơ. Rồi nhá. Như vậy là sân khấu là người bắt đầu chương trình. Sân khấu khi mà người dùng nháy phím space thì bắt đầu chơi. Nhá. Như vậy cái phím cái sự kiện là click vào cái lá cờ chỉ là chuẩn bị chương trình, chuẩn bị sân khấu thôi. Là như này. Đây là mèo như này. Mèo chuẩn bị như này. Và chó đây, chó được chuẩn bị như này. Còn khi chơi, bắt đầu chơi là sân khấu bắt đầu. Đó. Sân khấu là khi người dùng bấm vào phím space thì sân khấu gửi thông điệp là mèo chạy. Bắt đầu là mèo chạy. Được chưa? Chúng ta chuyển cho mèo. Đây. Bây giờ nhá. Khi mèo nhận được thông điệp là mèo chạy đó, thế này. Thì mèo bắt đầu chạy. Nó bị muối vào. Hiểu chưa? Mèo sẽ chạy là trong mèo sẽ chạy ở trong cái chạy với cái vận tốc cố định và góc cạnh thì quay lại mèo chạy đây. Chúng ta dùng cái lệnh là mèo chạy dùng lệnh là đây là vô hạn đúng không? Chạy vĩnh viễn cho mèo sẽ chạy về phía trước, ví dụ chạy phía trước là 5 bước. 5 bước đúng không? Và góc cạnh thì quay lại, chúng ta dùng cái lệnh là đây. Dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là if on edge bounce. Đấy, cái này này. Chúng ta thử nhé, mình bắt đầu chơi nhé. Bấm space này. Đấy, mèo bắt đầu chạy, đúng không nào? Mèo bắt đầu chạy trong chương trình. Đấy. Nhưng mà vấn đề là nếu gặp chó thì là mèo dừng lại nhé. Nếu gặp chó thì mèo kêu meo meo mà dừng lại và chó bắt đầu xuất phát. Được chưa? Đó, vì chúng ta chưa lập trình cho đó. Còn đây chưa nào? Còn là bất kỳ nhé, đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta lập trình này. Ở đây nhá. Ở đây này, nếu mà mèo mà va chạm vào chó, cảm biến đấy thì mèo làm gì? Đây mình ra đây lệnh này nhá. Chúng ta cho nó chạy tốc độ nhanh hơn là 10 cho nhanh hơn nhá. Bây giờ cho lệnh là nếu này, nếu chúng ta cho cái nếu vào đây, nếu vào đây này. Đó. Nếu mà mèo chúng ta dùng lệnh sensing, nếu mà touching, đó. Nếu mèo mà chạm vào chó. Thì làm gì? Đó, chúng ta bắt đầu lập trình nhá. Đây là mèo này, đây là chó này. Chúng ta có thể lập trình lại. Hay là dùng bên đây chúng ta xóa là mèo nhá. Mèo, đúng rồi, đây là chó này. Chó nhá. Rồi, chúng ta lại cho mèo nhá. Đây, nếu mèo mà chạm vào chó, rồi, thì mèo sẽ dừng lại. Mèo sẽ làm gì? Mèo sẽ kêu meo meo. Đây, cho luôn là mèo sẽ kêu meo meo. Đây, mèo sẽ kêu meo meo. Mèo cho nó dừng lại. Mèo sẽ kêu meo meo. Sau đó thì mèo kêu meo. Mèo kêu meo meo này. Sau đó thì mèo sẽ gửi thông điệp cho chó. Đó, cái đó là quan trọng nhất nhé. Mèo sẽ gửi một thông điệp là chó chạy. Đây, mèo sẽ gửi một broadcast, một cái thông điệp là chó chạy. Chỉ có 2 thông điệp thôi là chó chạy và mèo chạy, thì đúng không nào? Đó, gửi thông điệp cho chó chạy. Được chưa? Thì nhận tin chó chạy. Nhưng mà ở đây này, chúng ta yêu cầu là mèo phải dừng lại. Làm thế nào bây giờ? Đây là một lòng vĩnh viễn, là sao mèo chạy dừng được? Thì có nhé, còn có lệnh mèo dừng lại.
là cái lệnh cho phép chúng ta là cái lệnh này, cái đây là một cái ở trong Scratch ấy, thì một cái này nó là một nhóm lệnh này, cái này nó gọi là một script này, cái nó là một script, nó là một nhóm lệnh, cái này đây là một nhóm lệnh, mỗi một nhóm lệnh là các lệnh mà nằm bên dưới một sự kiện, đây là một sự kiện nhé, đây là sự kiện click chuột vào lá cờ, đây là sự kiện là nhận thông điệp là mèo chạy. Đấy, thì có một lệnh để dừng lại một cái nhóm lệnh đó, lệnh này chúng ta vào control mà chúng ta gọi cái lệnh là stop trước ấy. Stop thì nó có một cái đầu tiên là stop on là dừng toàn bộ chương trình. Stop this còn script. Có cái lệnh là this script đó là dừng lại cái block này thôi. Giờ chúng ta đưa xuống vào đây. Đó, bạn thấy không nào? Như vậy là khi mà mèo gặp chó nhá thì mèo kêu meo meo này và mèo ra cái lệnh là gửi thông điệp là chó chạy, định nghĩa là chó chạy đi. Và gì? Và mèo dừng chương trình này lại. Đó. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chó. Đây. Khi mà chó nhận thông điệp, đấy, thông điệp nhất quan trọng luôn. Khi mà chó nhận thông điệp là gì? Là chó chạy. Đó thì chó sẽ làm gì? Chó sẽ lại vào vòng lặp vĩnh viễn. Là vĩnh viễn và chó sẽ chạy giống như trước, chó sẽ gì? Là 10 bước nhá. Nếu gặp cạnh thì quay lại nhá. Và nếu mà chó gặp mèo thì sao nhỉ? Các bạn nhỉ? Nếu mà chó mà nếu mà gặp mèo thì làm sao? Thì mình phát tin mèo chạy và mình dừng chó lại và mình cho mèo chạy tiếp. Sao hoàn toàn. Nếu mà chó gặp mèo thì chó kêu cho kêu gâu một tí, chứ thích cho kêu gâu một tí, kêu gâu nhá. Và chó sẽ gì? Gửi thông điệp là mèo chạy. Ở đây chúng ta phải dùng lại lệnh là bấm lên cho lại mèo chạy, không dùng lưu nhá. Cho lại là mèo chạy. Như vậy cái mèo chạy này là có thể nhiều người cùng gửi thông điệp để cùng lúc được. Trước đó là sân khấu gửi bia là chó gửi thông điệp là mèo chạy nhé, thì báo là mèo chạy đi. Và sau đó thì chó sẽ dừng cái gì đó lại, dùng cái lệnh là gì, là stop. Đây, stop this script, cho vào đây đó, thấy không nào? Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể chạy thử chương trình xem có đúng không nhá. Đây, chạy thử chương trình, bấm vào đây, bấm space này. Đấy, thấy không nào? Mèo đứng lại và chó đi tiếp này. Đấy, đấy, đúng chưa? Nhanh quá. Bây giờ chúng ta làm này thì nó được rồi, không nào? Như vậy là chạy tiếp sức. Khi mà mèo mà gặp chó thì mèo dừng lại, đúng không? Bây giờ để cho nó phải hướng nữa, chúng ta có thể cống lệnh nữa được. Các bạn bây giờ về nhà làm bài tập tiếp nhé, là có thể khi mà mèo gặp chó thì cho mèo lùi lại một vài bước, không bị vào nhau nữa. Khi mà mèo gặp chó thì ta có thể cho mèo lùi lại một vài bước, chó cũng vậy, cầm vẫn lùi lại một tí thì nó không bị chạm nữa thì cũng được nhé. Ví dụ như này, khi mà chó gặp mèo này thì chúng ta cho chó nó chạy lùi lại, dùng cái lệnh là move, chứ lệnh là move như là âm -5 chẳng hạn, nó sẽ lùi lại một tí thôi, nó sẽ không va chạm nhau nữa. Đấy, lùi lại và nó sẽ kêu lại một tí thôi, không sao cả. Tương tự như vậy đối với mèo thì chúng ta cho cái lệnh là đây là -5 bước, không sao. Đó, chạy thử nhé. Đấy, bấm space này. Ủa, vẫn bị hả? Không được. Không sao. Con về có thể làm một tập khác nhé. Có thể con về sửa lại cho chút nhé. Nhưng mà bản chất nó là như vậy nhé. Rồi. Bài này con có thể là mô phỏng là người chạy. Người chạy cho bà ngang thôi, tiếp xúc nhau chạy được nhé. Chứ mà ngang chạy thoải mái nhé. Chúng ta bây giờ cho làm một tập đó. Bây giờ chúng ta ghi lại thành cái bài số hôm nay. Cái bài này là bài số mấy? Bài số B3, được chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau ta làm lại cái bài tập hôm trước. Bài tập này ta sửa lại cho thật hay nhé. Hôm trước con làm cái bài tập là đánh bóng để đếm. Điều này bác sẽ sửa lại qua bài đó. Với cái bài hôm nay,
chúng ta sẽ sửa lại bài đó thành cái bài học học thực sự là học đếm từ 1 đến 10 đến 20 cho học sinh mẫu giáo và lớp 1. Rất là hay và làm rất là đẹp, không phải như hôm trước nữa. Hôm trước con muốn cho nó kêu, con nó phải là sao chép các âm thanh và từng cái quả bóng một nhé, để chúng ta không làm như vậy. Quả bóng không cần có âm thanh, chúng ta cũng làm được. Rồi, chúng ta làm cho Nam thử nhá. Đây. Bây giờ các con sẽ làm cái bài tập này. Chúng ta sẽ xóa mèo đi và chương trình của chúng ta là chỉ có là 3 quả bóng thôi nhé. Chúng ta tạo một quả bóng này. Đầu tiên này, sau chúng ta sẽ copy sang cần quả bóng cho cần 3 quả là đủ. Sang quả thứ hai này, sang quả thứ ba nhé. Và quả thứ hai này chúng ta sẽ chọn là màu này. Quả thứ ba này chúng ta chọn là màu này. Đấy, nhìn có 3 quả ở đây nhé. Chương trình sẽ là giống hệt nhau. Giống hệt nhau. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm này nhé. Đây, bài tập này bây giờ chúng ta bây giờ lập trình là không công thanh đã. Sau đó thầy sẽ cho nhanh đấy. Sau đó chúng ta sẽ mà lập trình cái phần âm thanh cho thật là thật chính xác. Đúng là một phần mềm nghiêm chỉnh nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ có tên là đếm, tập đếm. Chúng ta tạo một biến nhớ có tên là bóng, là đếm nhé, tập đếm nhé. Đếm. Bóng đi. Bóng. Được chưa? Thì bắt đầu bóng là không. Chúng ta cứ nháy chuột đấy. Chúng ta cứ nháy chuột thì nó sẽ là thậm chí ta không còn hiện được bóng này. Được chưa? Không hiện, ta để đấy. Và cứ nháy quả bóng thì nó tăng lên là 1, 2 đến dừng 20 thì dừng lại. Nhé, dừng 20 dừng lại. Thì kết thúc chương trình. Rồi. Đây, chúng ta làm nhé. Chúng ta làm cho một quả bóng, chúng ta copy sang quả bóng khác. Làm rất nhanh nhé. Đây rồi. Đây nhé. Thì quả bóng này, quả bóng đầu tiên sẽ xuyên ở phía dưới và bay và bay lên trên. Xuyên ở dưới là ở vị trí dưới cùng là ta vào lệnh này nhé. Y là ta đặt vị trí là đi là -180 nhé. Còn x thì là bất kỳ theo chiều ngang. À, chúng ta chọn x thì là một cái số tọa độ x thì là ngẫu nhiên từ những là -200 - 220 thì nó xa quá, nó sát điểm quá không đẹp, là 220 nhé. Nhưng mà lại x thì là -220 và cộng 220 và y là -180 và sau đó là bóng liên tục bay lên trên, chúng ta bóng nó chúng ta luôn luôn cho bóng bay lên trên. Thì chúng ta vào lệnh gì, chúng ta vào lệnh là đây, chúng ta vào cái vòng lặp là forever và liên tục nó bay lên trên nhá. Đây, liên tục là bay lên trên. Đây, chúng ta dùng lệnh gì, chúng ta dùng lệnh là chuyên y nhé, chuyên y để nó bay lên trên. Đây, chúng ta cho cái vận tốc nó thay đổi đi, nó không còn giống nhau, cho nó ngẫu nhiên đi. Ví dụ là vận tốc của nó là thay đổi từ 5 đến 10 chẳng hạn. Nó vận tốc nó thay đổi lúc nhanh lúc chậm. Rồi. Bay lên trên. Nếu mà gặp cạnh trên thì nó quay lại phía dưới. Để nếu chúng ta dùng lệnh này, nếu mà nó gặp ở phía trên. Đây, nếu nhá. Nếu mà đây dùng cái lớn hơn. Nếu mà cái tọa độ y. Nếu mà tọa độ y đây. Chúng ta vào cái đây, chúng ta chọn nếu tọa độ y đây lớn hơn bao nhiêu, lớn hơn 180 đúng không nào, 180 thì nó quay trở lại phía dưới đấy, bay lên trên mà đây này, bay lên trên nhá. Nếu mà y mà bay rơi thì nó chuyển lộ xuống dưới. Chúng ta dùng lệnh gì, chúng ta dùng cái lệnh là lệnh này chúng ta cũng được nhá. Chúng ta copy cái này xuống dưới đây này, đó quay lại phía dưới mà ở với cái vị trí x thì nó lại chỗ vị trí nó khác đi nhá. Đó, chị thử xem có đúng không nhá. Đấy, chị lên như này, đấy, được chưa? Đấy. Và chúng ta copy cái này cho toàn bộ nhá. Nhưng mà chúng ta làm thử đi nào. Bây giờ nhá, đây, bây giờ như này, người dùng sẽ nháy chuột lên quả bóng nhá, nháy chuột lên quả bóng nhá. Đây. Chúng ta vào lệnh này.
chúng ta vào cái lệnh là gì, là đây chúng ta copy đi cho tất cả đi, copy để cho hai cái này nhá, copy này cho mặc khẩu này nữa nhé. Đấy, chạy thử này. Yeah. Khác nhau đấy. Ừ. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho chuyện chúng ta nháy cho lên quả bóng thì nó sẽ có âm thanh. Bây giờ chúng ta lập trình nhanh nhá. Nháy lên quả bóng này. Dùng cái gì nhỉ? Gầu gầu gầu. Chúng ta vào event và chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Chúng ta vào event, chúng ta vào lệnh là nếu này. Đây là nếu mà when this prize is picked, nếu người dùng mà nhảy lên quả bóng nhá. Đây này. Đó. Nếu người dùng mà nhảy lên quả bóng thì làm gì? Đấy. Nếu người dùng mà nhảy lên thì quả bóng lập tức sẽ biến mất và tăng cái biến bóng lên một đơn vị. Và bóng sẽ xuất lại ở phía dưới. Được chưa? Đấy, ở đây nhá. Thì nếu chúng ta người dùng nhảy đúng quả bóng thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tăng cái biến, chúng ta sẽ trên cái giá trị bóng lên một đơn vị đó, và chúng ta cho bóng xuất hiện trở lại phía dưới. Chúng ta copy đây là xuống này. Đấy, bóng sẽ xuất hiện ở phía dưới nhé. Đó, và chúng ta kiểm soát khi mà số bóng mà lớn 20 thì nó bằng 20 thì ta dừng lại. Nhưng cái chuyện đó chúng ta điều khiển ở bên đây nhé, ở bên sân khấu nhé. Rồi, giờ chúng ta copy cái này vào đây. Copy đây đang là bên này, ta copy sang bên này này. Copy sang bên này này. Được chưa? Rồi chúng ta cứ thử chạy thử cái bóng nhá. Bắt đầu đây này. Bắt đầu bằng 0 nhá. Sân khấu đây. Sân khấu là nơi mà khi bắt đầu chương trình thì sân khấu. Đây. Sân khấu là cái nơi mà ra cái lệnh thì ra cái tắt mic đi. Xếp bóng vào bằng 0 này. Nhá, cái bóng bằng 0 này, được chưa? Đấy, và sân khấu sẽ kiểm soát bóng này khi mà gì? Đấy, bây giờ đây nhá, sân khấu này ta dùng để luôn, ta kiểm soát luôn cho bóng sân khấu này, sân khấu đây nhá. Sân khấu sẽ dùng cái lệnh là chờ cho đến khi wait until, chờ cho đến khi mà bóng bằng 20 thì dừng lại. Đấy, chúng ta kéo lại ra nhá. Đây này, bằng này thì khi mà có bóng, số lượng bóng mà đã đánh ấy là bằng 20 thì chúng ta dừng lại, dừng chương trình lại 20, chỉ cho được bóng 20 thôi nhá, 20 và ta dừng chương trình, ta dùng cái lệnh là stop on cho bóng nó dừng lại. Stop on. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta thử nhá, chạy thử nhá, xem như nào nhá. Đây này, chạy thử này. Lên thấy chưa? Đấy, lên rồi đấy nhé. Mà thấy chưa có âm thanh. Bây giờ muốn có âm thanh thì làm như nào? Thì chúng ta bóng này chúng ta sẽ phải nạp âm thanh vào đây. Thầy có ý kiến. Sao? Có ý kiến gì? Thầy vào cái backdrop đi thầy. Thầy ấn vào backdrop. Ở đây cái gì? Ừ. Vâng. Thầy thêm một cái quen click cái nút màu xanh, nó có màu xanh này. Đây nha. Vâng, thầy thêm một cái nút này nữa. Thế này để em biết một cái tạo nhạc hay cực. Tạo nhạc cái gì? Vâng, nó là nhanh hơn phải ấn one click. Đây gì? Vâng, qua thầy vào forever đi thầy. Thầy thêm forever vào. Để làm gì? Cái con thầy... Em ngập. Em chắc không bao giờ. Không bao giờ thầy vào sao mà. Thầy vào sao. Sao gì? Sao? Sao? Thầy tìm kiếm nhạc. Thầy tìm kiếm nhạc như vậy. Nhạc rồi, sao? Thầy vào phần loops. Phần gì? Loop ạ? Loop đây gì? Đâu? À quên. Not yes. Đôi gì? Này. Đâu? Có phải không nhỉ? À, loop thật ạ. Đây gì? Vâng. Thầy tìm cái... Thầy... Tìm một cái loại nhạc là nó mà thầy thích. Ví dụ thầy vào cái Dan Arao thì thầy cái 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thầy vào cái nhạc thứ 6 thì thầy.
Đây à? Tiếp theo. Cái tiếp theo. Cái bên phải tiếp theo ạ. Đây à? Đấy, con thấy nhất ở đấy. Là cái gì? Bây giờ thầy vào lại code, thầy vào là cô code. Điểm gì? Thầy tìm cái forever ấy thầy. Forever. Mà điểm gì? Bất đề điểm gì? Đây tạo nhạc của tạo nhạc cho khắp mà. Nhưng mà không, không cần. Từ khi chơi đến khi tắt được chơi là nó sẽ tạo mãi cái nhạc đấy. Không cần. Bây giờ thầy đang là đây là thầy đang làm cái phần mềm để học tập đếm cơ mà. Bây giờ này nhớ không, bài của con cho là để khác làm. Bây giờ như này. Đây. Bây giờ là thầy muốn là gì? Thầy muốn mỗi một khi mà thế này, người dùng mà nháy lên quả bóng nhá. Nháy quả bóng này. Thì nháy lên số 1 thì quả bóng tiếng kêu là 1. Tiếng kêu là 2, 3, 4. Đó, âm thanh gì? Bây giờ đây là cái phần mềm đánh bóng để tập đếm. Được chưa nào? Thì bây giờ làm thế nào để tao tập đếm được? Đó, cái mà bây giờ thầy muốn là con hôm nay con học cái lệnh là thông điệp là để làm như vậy. Nhá. Thì ở đây có hai cách. Cái thứ nhất là chúng ta thu âm trực tiếp vào từng quả bóng một, cái âm thanh là 1 2 3 4 cho đến 20 nhé. Đó, thì đó là bằng cách làm như vậy thì nó mất công hơn và chúng ta phải thu âm phải copy cho cả ba quả bóng, như vậy là mất thời gian hơn và nó mất công hơn. Bây giờ chúng ta làm một cách khác là chúng ta sẽ thu âm trực tiếp từ alo. Có nghe cái gì không? Có. Sao nên một thầy nó bị mờ đi nhỉ? Nghe thấy mờ thầy. Của em cũng bị mờ thầy ạ. Nè. Yeah. Cô thầy nó bị treo máy xừ mất rồi. Của em không bị mờ ạ? À. À. Làm sao bây giờ nhỉ? Máy của thầy treo cứng 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 này. Mình nó vẫn chạy đến kia này. Thầy mình phải nói miệng rồi xong rồi. Bây giờ như này nhá. Bây giờ bài này là thầy muốn như sau này. Bây giờ thầy muốn như sau nhá. Thầy muốn là bây giờ là như này. Khi mà chúng ta nháy được quả bóng ấy. Nháy được quả bóng ấy. Thì bóng sẽ không phải là cái người mà phát âm thanh. Mà bóng sẽ gửi thông điệp cho sân khấu. Sân khấu mới là người phát âm thanh. Thế nó mới hay cơ. Nhá. Thì khi mà chúng ta nháy được quả bóng cái này. Nháy quả bóng đây nhá. Nháy quả bóng này. Thì nháy quả bóng và khi mà bóng tăng lên một đơn vị. Thì lập tức là bóng gửi một thông điệp trong sân khấu, đề nghị sân khấu là phát âm thanh. Thế đấy mình hay. Thì sân khấu là tập trung một nơi là người là phát âm thanh. Được chưa? Chúng ta làm như vậy nhá. Con thấy là việc thấy ý nghĩa của lệnh ông thì chúng ta vào thông điệp này và chúng ta gửi cái lệnh là gì, là gửi thông điệp, chúng ta chọn cái lệnh là gì, là phát âm thanh, dùng cái lệnh là phát âm thanh. Nhá. Phát âm thanh. Đếm, âm thanh đếm đấy. Được chưa? Này. Này và lần này chúng ta sẽ copy cho cả hai cái này luôn, copy luôn vào hai cái này. Này khi mà bóng đây nhá, khi mà chúng ta thay đổi bóng lên một đơn vị, khi ta nhấn chân vào nó tăng lên này, tăng này lên một đơn vị này nhá. Đó, dừng lại rồi này thì bóng sẽ gửi thông điệp cho sân khấu là phát âm thanh, thấy không nào nhá. Bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy, là bóng sẽ gửi thông điệp như sau. Chúng ta đưa lên trên này, chọn lên này. Đây, bóng vào đây này. Đấy, bóng sẽ gửi thông điệp. Ba cái là giống nhau nhá. Đây, bóng gửi thông điệp cho sân khấu phát âm thanh. Và sân khấu, đây, mới là người phát âm thanh. Đây, sân khấu khi nhận thông điệp. Đây, khi nhận thông điệp phát âm thanh. Đây, thì sân khấu phát âm thanh. Mà thấy không nào? Đi qua bìa các thầy cùng một con ta sẽ thu âm thật nhanh nhá. Thầy phải thu âm nhanh nha. Chúng ta vào đây chúng ta thu âm. Chúng ta sẽ xóa cái pop vào đi. Chúng ta thu âm là 20 lần. Đánh số từ 1 đến 20 thật nhanh nào. Con cùng bác làm nhanh nhá. Để con nhìn bác làm nhanh nào. Chúng ta thu âm này. Thật nhanh nào. Nhanh nào. 1. Nha. Chúng ta ghi lại và chúng ta gõ đây là số 1. Rồi, làm tiếp này, làm nhanh lắm, không lâu đâu. 2. 2. 2. Rồi, các con im lặng, đừng nói lẫn của bác nhé. Con về nhà con làm sao đưa con gõ số 2. Enter. Rất nhanh thôi, không có gì cả. Chúng ta làm 3. 3. Rất nhanh. Ta gõ số 3 vào đây nhé. Ta chỉ nghĩ là mất còn 5 phút thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà nhé. 4.
nhanh lắm thì một lúc nó xong. Bốn đúng chưa? Đúng rồi. Năm chỉ khó một tí nhá các con. Các con làm phần mềm ấy, làm chương trình là phải chịu khó nhá, là phải chịu khó, là mất công đấy, mất công vẽ, mất công âm thanh nhá. Bây giờ là mấy nhỉ? Sáu à? Sáu. Rồi mình sẽ tiếp theo là bảy này. Bảy đối đáp. Các con làm nhanh lắm, làm không có gì mà chịu khó một tí. 8. Rồi. Máy tự động sẽ chắc cắt cho mình những phần thừa ra. 8 nhá. 9. 20 đấy. 20. 10. Nhanh lắm mà. Làm một tí xong đâu có lâu, đâu có mất thời gian. 11. Đấy. Nhanh nhé. Chúng ta nhớ đặt tên chính xác theo số nhá. Cái này có ý nghĩa lắm, để con xem nên nó rất có ý nghĩa luôn. 12. Cái âm thanh này nó rất là hay luôn. Âm thanh và trang phục của máy tính rất là hay. Nào. 13. Rất nhanh. 13. 14. 15. 24. Ôi trời, nhầm. Xong rồi. 16. 25. Nhanh lắm. 16. 17. 8. 17. 18. Đấy. Nhanh lắm rồi. 18. Còn 2 cái nữa thôi. 17. 19. 18. Con nhớ nhá. Là đặt tên cho âm thanh là hoàn toàn chính trùng với cái số của âm thanh nhá. Không khác nhá. 20. Con phải nhớ chính xác nhá. Cái số này rất quan trọng. Đặt tên cho âm thanh theo đúng số thứ tự. Rồi nào, chúng ta xem lại như này. Nha. Yeah. Con thêm nào, ở đây nhá. Ở đây này, đây này, có thấy có đây 1 là 1 đúng không? Ở đây này, cái chỗ này là số tự của âm thanh này, số tự 1 2 3 4 còn ở đây này, tên này, 1 cũng là tên, cũng là 1 2 4 luôn. Nhưng mà là ta thấy tên với số âm tự là trùng nhau. Thấy không nào? 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ngay từ 18 thời gian này. 18 7 này. 17 chính xác. Được chưa? Rồi. Ngay từ 20 đi thầy. Là ngay từ 20 lại 10 cho đúng nhé. 20 20 này. 20. Rồi đúng rồi. Đây thế bây giờ nào nhá. Đây. Ở đây này. Ở đây là khi mà ta đang lập trình cho sân khấu nhá. Đây này, bóng này khi mà chúng ta nháy vào quả bóng này. Nhá, đây, cái bóng này. Thì bóng sẽ tăng cái giá trị đếm của bóng tăng lên một đơn vị. Đầu tiên là 0 mà, tăng lên 1, 2, 3, 4. Và khi tăng lên rồi thì chúng ta gửi âm thanh là gì? Gửi thông điệp là phát âm thanh. Thông điệp này là gửi cho ai? Gửi cho sân khấu. Và bóng sẽ lại ở phía dưới. Và sân khấu, chỉ một mình sân khấu thôi là phát âm thanh cho toàn bộ chương trình. Nào, ở đây, thì làm thế nào đây này? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Thì khi nhận thông điệp thì sân khấu sẽ phát âm thanh vào sao, và sân khấu sẽ bật âm thanh. Đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta biết nhé, vì âm thanh chúng ta là có số tự của chúng ta là hoàn toàn trùng từ 1 đến 20, cho nên đây chúng ta không cần phải làm nhiều, không cần phải dùng là ít. Nếu bóng bằng 1 thì là đây này, không cần làm như này, và chúng ta dùng một lệnh thôi. Đây, chúng ta kéo thả cái biến nhớ bóng vào đây. Hay không nào? Đó. Như vậy là chỉ cần một lệnh thôi. Và cái lệnh start sound này ở đây là nó cho phép chúng ta là đưa một cái tham biến
đưa một biên nhớ có số từ 1 đến 20 đưa vào đây. Thấy không nào? Và âm thanh phát chính xác luôn. Chỉ cần một lệnh thôi con thấy không? Thấy không nào? Cần một lệnh thôi là đủ. Đó, bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Phóng to này, nghe thử bài tập này, chạy thử này. Đấy, thử nào. 1 2 3 4 5 6 7 thấy không nào? 8 9 đấy, khi chúng ta nháy bóng 10 bóng gửi thông điệp sang cho sân khấu 11 sân khấu phát âm thanh. Còn thấy rõ không nào? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 chứ gì là chết tòi sẽ được. Không sao. Vì là mà bây giờ chúng ta làm này mới đúng này. Giờ này nhá. Hơi bị 20 hơi bị nhầm một tí thì chúng ta chỉ khó chúng ta sửa một tí là xong thôi mà, đúng không? Đây là 20 này. Khi mà start sân khấu xong nhá. Ở đây là stop on đây này. Thì vì sao bị đây, vì là khi mà bóng nhảy sang 20 đúng không thì nó phát âm thanh, nhưng mà chưa kịp phát thì ở đây đã stop on rồi. Thì chúng ta có một cái, chúng ta chờ một tí là xong, chúng ta vào cái căn chúng ta có lệnh, cũng lệnh chờ cho nhỏ đây là xong. Đấy, nhỏ đây một giây là xong. Đảm bảo nó đúng được nhá. Đó. Như vậy đây là cái bài tập con chú ý nhá, đây là cái bài tập rất quan trọng, là cái một cái bài tập buổi hôm trước, bài tập đơn giản thôi, nhưng mà sáng hôm nay chúng ta đã hoàn thiện nó thành cái bài rất là đẹp. Con thấy thế nào? Chỉ cần đúng một lệnh thôi. Chỉ cần đúng một lệnh thôi và có thể nói suốt, nói là có thể phát âm 20 từ 1 đến 20 được. Con thấy được chưa? Máy lại treo xưa rồi. rồi. Bây giờ chúng ta là ghi lại bài này nhé. Bài này là bài số mấy? Bài hôm nay là bài số B4 nhé. Ít bài quá nhỉ. Bài này, nhưng bài này là bài quan trọng. Thấy không nào? Nhá. Con có thể quên không? Nhá. Bây giờ nhé, bây giờ thầy sẽ làm bài này còn hay hơn nữa. Thầy ơi. Thầy ơi cho con hỏi. Cái chỗ phát âm thanh đó thầy, là cái bóng đó là 1 2 3 4, nó hiểu cái số 1 2 3 4 đó là số thứ tự của âm thanh, hay là 1 2 3 4 đó là nội dung của âm thanh hồi nãy thầy đặt? Đây nhá. Âm thanh nhá này, tôi có lại âm thanh này. Ở đây nhá, thực ra là âm thanh, mỗi âm thanh nó có hai cái. Một là cái tên âm thanh. Đây là tên này, đây là tên âm thanh này. Tên âm thanh nhá. Tên âm thanh này là 1, 2, 3, 4, còn đây khác nhé. Đây là số thứ tự. Đây là số thứ tự. Nhá. Đấy. Thì khi chúng ta gọi lệnh này này, thì máy sẽ hiểu đây là có thể đồng thời là vừa, có thể hiểu là vừa là số thứ tự mà lại là vừa là tên âm thanh. Nhưng mà thường hiểu là tên. Khi mà chúng ta gọi lệnh là start sound, thì ở trong này này là tên. Chính là tên âm thanh. Đây chính là tên, nhé. Cho nên là khi chúng ta muốn là start sound là 1, thì bóng ra trận chỉ là 1 2 3 4 nè. Chứ ra muốn là start sound là 1, máy vẫn chạy được, thì chúng ta nên đổi âm thanh tên nó thành 1 2 3 4 cho theo dễ hiểu hơn. Như này, 1 này, 2 này, 3. Ở số 3 đây là chính là tên của file âm thanh, tên của cái đối tượng âm thanh nhé. Còn nội dung được khác, nội dung là cái này. 1. Đấy, nội dung của âm thanh. 1. Đó. Được chưa? Còn như vậy là các tệp âm thanh, mỗi một nhân vật đấy, sân khấu và mỗi một nhân vật của trong Scratch thì nó có nhiều âm thanh, đánh số từ 1 đến N, và âm thanh có một cái tên riêng của nó. Tên có thể là bất kỳ, tên có thể là ABCDE tùy các bạn, nhưng mà chúng ta còn đặt tên là trùng với tên, đặt tên trùng số tự thì rất thuận tiện khi chúng ta làm các lệnh, chúng ta thiện những cái lệnh để mà ta đưa biến nhớ vào trong lòng cái lệnh gọi âm thanh nhé. Chú Hà ơi. Ơi. Cháu Minh ạ, cháu đang ngồi học với cả thằng cô. Cháu hỏi chú một chút. Tức là hiện tại đấy là chú ở bên chú thì đang set đến 20 cái file âm thanh. Và đặt tên đó là từ 1 tới 20 theo đúng số thứ tự. Thì ví dụ như ở cháu thì cháu đang chỉ đặt 3 thôi, tức là 1 2 3 thôi. Và cũng đánh số thứ tự 2 3. Thì cháu thấy là khi mà nó đếm hết 3 mà mình click tiếp ý, thì số bóng nó sẽ hiện lên là số 4, nhưng mà âm thanh nó lại phát ngược lại từ đầu là 1. Thì cháu đang chưa hiểu cái sự link giữa cái số bóng nó nhảy trên sau mỗi lần nháy với cả cái file âm thanh, là tại sao nó lại quay về 1, nó
nó cứ chưa nhận được chỗ này, nó vượt qua cái khi mà phải cho là wait until bóng bằng 3 đúng không? Không phải đâu, tức là đây là gì, đây là nó là khi mà khi chúng ta gọi là start sao, xong gọi một cái tên nhé, mà cái tên đó nó vượt ra ngoài cái sách tên của âm thanh ấy, thì chắc là luôn nó trở lại quay lại ban đầu, hoặc là nó gọi một cái ngẫu nhiên chứ không đúng nữa. Nó quay lại và nó làm theo đúng thứ tự cứ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 đấy. Đó là một cách làm của Scratch thôi, nhưng mà lập trình chúng ta phải lập trình thật chính xác. Chúng ta là lập trình là có 20, chỉ có 20 lần thôi, chúng ta không thể để 21 được. Sau lần là sau người mà ta làm lệnh nữa là máy báo lỗi. Chúng ta gọi cái lệnh là start sound là 21 là lỗi. Vì trong máy tính nó chỉ có lưu 20 thôi. Nên nó chỉ lưu từ 1 đến 20 thôi. Đó. Được chưa nào? Nếu chúng ta gọi một lệnh thật lấy ví dụ nhá. Bây giờ lấy ví dụ đây, ví dụ luôn. Giả sử luôn này, giả sử luôn các bạn thấy như nào nhé. Đây bây giờ gọi thì thầy cái lệnh này nhé đây. Bây giờ thầy đặt cái bóng này, đặt tên là 30 chẳng hạn, 30 nhé. Đây, 30 nhé. Chạy thử cái này này. 10. Đấy. 10. Nó lại báo là 10. Như vậy là nó lung tung lắm. Cái này trên đây mình tức là khi mà vượt quá giới hạn ấy. Biển xanh. Mà nếu mà một cái phần mềm, một cái phần mềm ngôn ngữ khác ấy, thì nó báo lỗi. Báo lỗi ngay. Vâng. Với phần mềm Scratch nó không bảo đảm, nó không bị lỗi. Vì là cho học sinh mà. Trên nó sẽ chắc là nó gọi lại. Nó gọi từ đầu. Hoặc là nó cho nó chạy, nó chia module ra. Module là 30, module 20 là 10. Tấm dư là 10 thì nó gọi là 10. Thấy chưa? Cái này là do cách làm xử lý riêng của Scratch thôi. Anh chú nào mà chú ý là phải đặt chính xác nhé. Đã lập trình là phải chính xác. Không được sai. Rồi thế vâng, nhưng mà thì cái sự liên hệ giữa cái biến bóng được đếm ấy. Ừ. Tức là khi mà mình ấn ví dụ số bóng nó lên đến số 8. Ừ. Thì tức là gọi cái file âm thanh 8 ra đúng không ạ? Đúng thế, chính xác. Vâng, ok ạ. Nhưng mà start bóng khi start sao mà là 8. À, thì máy vào đây, máy sẽ tìm ngay tên 8. Số 8 này này. Tên là 8. Vâng, đấy là file âm thanh thứ 8. Ừ. Vâng. Còn nếu mà trong máy tính không có âm thanh là 8, thì máy sẽ tìm số tự là 8. Nhé. Cái lệnh này nó ăn nhưng mà nó ưu tiên cái tên mình đặt, chứ không phải là số thứ tự của cái sao đúng không ạ? Không, cái lệnh này nó ưu tiên là tìm tên trước. À vâng. Không tìm được nó sẽ tìm số tự. Nếu bên này là bên nhớ này là số. Nhá. Còn nếu mà bên nhớ này là không phải là số, không phải là thì nó sẽ báo lỗi hoặc nó chạy một cái khác. Nhá. Vâng, cháu hiểu rồi. Được rồi gì? Rồi thế bây giờ chúng ta còn ít thời gian quá nên bác làm thêm nhé. Bây giờ này thôi, bây giờ bác sửa lại cho thật hay hơn nữa này. Bây giờ bác muốn là học sinh không chỉ nghe mà nhìn được luôn số to trên màn hình. Làm thế nào? Đây, bác làm thử cho bác xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như này. Chúng ta sẽ tạo thêm một nhân vật mới nữa. Tạo thêm nhân vật mới nữa, ta tự tạo lấy nhé. Chúng ta tạo nhân vật mà nó là cái số to tướng ở trên màn hình. Rồi, chúng ta làm thử nhé. Chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta sẽ tạo ra một cái số ở trên màn hình. Ở giữa màn hình đây. Nhé. Chúng ta tạo một cái số đây. Và chúng ta cho nó to ra. Nhé. Điền này. Ôi, cái này nó chúng ta to như thế này nhá. Cái trong giữa đây, số 0 nhá. Và chúng ta chọn nó là cái màu gì? Chọn nó là cái màu đỏ đi, màu hồng nhá. Màu hồng. Được chưa? Nhá. Đây bác đặt tên cái này nó là đặt tên như cái này là số đi, đặt tên như cái này là số nhá. Và bác muốn là bài tập của chúng ta là gì? Là khi mà bóng nó xuất hiện ấy, đấm bóng tới đâu số bao nhiêu thì số lần hiện ra là bấy nhiêu đó. Bị bắt làm như sau nhé. Đây này, cái này này. Thế phải làm 20 cái skin ở đây. Thế rất là nhanh, chúng ta tạo 20 cái ấy nhé, rất nhanh này. Có bao coi nhìn bác làm nhé. Bấm vào đây này, bấm chuột phải chọn duplicate. Ở đây con lại bấm đây, con bấm đây, con gõ về các con gõ đây là số 1 nhé. Số 1 xong. Anh học lập trình nhé. Rồi. Không, ở đây con lên số 0, con đặt cho đúng cái số của nó nhé. Yeah, ở đây là số 1 nhé. Số 1. Được chưa? Số 1 nhé. Và con tiếp tục này. Ở đây là con bóng đây con chọn là số 2. Nhanh lắm, cái này con làm nhanh lắm, không lâu. 2 nhé. 2. Rồi.
2 nhé. Và tiếp tục đi. À, ở đây là 3. Nhanh lắm. Rất nhanh luôn. Không có gì cả. 4 nhé. Sau đó là 5 này. 5 này. 5 này. 5 6 này. Nhưng làm chương trình thì không được ngại nhé. Không được ngại. Mấy gì? 8 này. Yeah. Bạn nào tay bích như nào? Người. Chúng ta cái 10 này chúng ta sửa lại một dùng này một tí, chúng ta cho nó vào giữa cái màn hình. Rồi, 10 rồi nhé. Làm đến 4 thôi. Chúng ta chọn cái này này. 11 nhé. Nhanh mà, có gì đâu. 13. Làm nhạc thì lâu hơn là nói. Nhưng mà lúc trẻ con thì cần phải vừa nghe vừa nhìn nó mới làm, nó mới học được, đúng không nào con? Vâng. Làm chương trình cho trẻ con mà. 7 nhá. 8 nhá. 9 nhá. Xong rồi. 20 rồi. Ở đây con thấy là nó hơi có nhược điểm như này. Đây là số 11, tên 11 nhưng mà cái số tự là 12. Không hay lắm. Bây giờ bác thay đổi như sau này. Bác sẽ đổi cái số này xuống xuống dưới cùng. Để 1 lên trên. Nhá. Chuyển xuống này. Chuyển. Cái này ta chuyển xuống dưới cùng đi. Để nó chuyển số 0 về cuối cùng, thì số 0 nằm ở số 0 luôn. Bác muốn cho nó chính xác, tức là số tự của trang phục là trùng tên của trang phục thì nó mới di chuyển nó chính xác được nhé. Cái này làm mẹ một tí thôi, cái này gọi là mẹ mà các con sẽ hiểu sau cái này. 20 đây nhé. Như vậy là đây 1 nhá. 1 này. 2 này. 11 là đây là tên của trang phục, còn đây là số tự của trang phục cũng như vậy thôi. Thì cái số 0 là cái số mà có số trong đây ai là quyền chi năm a mà đây như 0 này là có cái tên là 0 và số tự là 21. Được rồi, nhớ thì bây chúng ta làm sao này. Bây giờ cái này này, bây giờ chúng ta lập trình nhá. Bây giờ chúng ta lập trình này, khi vào chương trình ấy thì chúng ta muốn là cái này luôn hiện trên màn hình mà cái bóng của chúng ta không cần, bóng ta ẩn đi. Rồi, giữa màn hình đấy nhá. Chúng ta lập trình như này, đây là ở đây nhá, đây số 0 này. Thì lập trình như sau này, khi mà đây, khi bắt đầu chương trình ấy thì nhân vật là số này nó sẽ nằm giữa màn hình. Chúng ta cho nó vào giữa màn hình, chúng ta dùng cái lệnh là go to 00. Giữa màn hình nhá, 0 này, 0. Được chưa? Đó. Và ban đầu khi bắt đầu chương trình ấy thì chúng ta sẽ chuyển cho nó chuyển cho nó cái switch custom đến gì, đến số, đến là gì, đến là 0 đây, 0, bắt đầu là 0 chứ, đúng không nào, đó, bắt đầu chỉ là 0 nhé, và chúng ta muốn là như thế này, chúng ta muốn là khi mà chúng ta nháy chuột quả bóng, thì đâu khi người ta đếm là 1, 2, thì cái số này cũng thay đổi theo, làm được không? When receive, làm được, đây, thì khi mà chúng ta nháy quả bóng cái này, khi mà gửi thông điệp là phát âm thanh thì đồng thời là thông điệp đó cũng gửi cho số luôn và số sẽ chuyển. Đây, khi mà số nhận được thông điệp là phát âm thanh, được chưa? Thì đồng thời số cũng chuyển luôn. Đây,
số sẽ chuyển đến gì, số sẽ switch custom đến cái gì, đến cái gì nhỉ? Angela nào, đến cái gì? Đến bóng thôi, nhanh không nào, chuyển một lệnh thôi là đến được bóng ngay, là lập tức nó chuyển số lên là bóng bóng một thì nó sẽ báo là một, bóng hai nó sẽ báo là hai, bóng ba là báo là ba, bóng 20 sẽ báo là 20 nhá. Chúng ta chạy thử nào, nào một chưa chuyển à, hai, ủa sao chưa chuyển nhỉ, nó mới chuyển tới đó chứ, thì ta mới các bạn kiểm tra lại nhá, sao nó lại chưa chuyển, thầy trên ghép cái kia vào mà sao ghép cái phần kia vào, ta kiểm tra nhá. 1B mà 2. Cái costume thầy gắn viết vào next costume cho thầy. Thầy chưa gắn. Ừ. Thầy gắn vào đây thầy. Không cần next. Khi mà đếm thì nó sẽ chuyển sang cái tiếp theo đúng không thầy? Không cần thế, tôi muốn là nó lên lên. Vì của mình là đánh số không phải từ 0 đánh số từ 1 chỉ đi mà. Ban đầu thì nó là cái đại. Chú đang để cái when I receive âm thanh thành cái broadcast chú ạ. Nhầm cái lệnh. À. Đấy đấy, cho đấy phải là when I receive. Chính thế, chính xác. Đây. Đây. Nhá. Đấy, cái này mới đúng này. Nào, làm lại nào. Đây, không to này. Nhá. Yeah. 1, 2. Đấy. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Được chưa? Đấy, còn thấy như vậy chúng ta đang hoàn thiện một chương trình có hay không nào? Rất là hay nhé. Chương trình là như vậy, hôm nay mới 7-6 thôi nhưng mà đang chúng ta đã có một cái bài tập, một cái phần mềm rất là hoàn chỉnh. Phần mềm là dạy gì? Dạy cho trẻ con mẫu mỡ lòng mẫu giáo lớp 1 là học tập đếm đến 1 đến 20, được chưa? Để chúng ta ghi cái này lại thành bài số B5 hôm nay chúng ta, được chưa? Đó cũng vừa vặn là hết giờ nhá. Đấy, nhưng mà con thấy nhá, hôm nay chúng ta học một rất dạy rất quan trọng đấy, là cái lệnh là gửi thông điệp nó gửi ra, nó tạo ra các cái sự kiện, mà sự kiện đó là cái chỗ mà quan hệ giữa các nhân vật này, các nhân vật với nhau và giữa nhân vật và sân khấu nhé. Thì cái đó là những cái sự kiện nó tạo ra cái quan hệ chặt chẽ giữa các nhân vật với nhau và nó tạo ra chính thức tạo ra cái gọi là cái làm đúng được kịch bản của chương trình. Thì một chương trình nào đó cũng có quan hệ giữa các nhân vật với nhau và chúng ta sử dụng hoặc là thông điệp hoặc là biến nhớ cũng được. Nhưng mà biến nhớ thì nó khó hơn và nó đòi hỏi cấp cao hơn là thông điệp dễ hơn, dễ dùng hơn. Thì con sẽ dùng thông điệp này để làm các bài tập khác nhau nhé. Được chưa? Con như vậy đã hiểu chưa? Hôm nay chúng ta học thêm bảng lệnh nữa, là cái lệnh là gì? Là switch custom và cái lệnh tắt âm thanh. Đó là những cái lệnh mà chúng ta có thể đưa cái biến nhớ vào trong cái này, biến nhớ vào đây, đưa biến nhớ vào đây và đưa biến nhớ vào là nó sẽ phần mềm nó sẽ tự động phát âm thanh và chuyển trang phục đến theo ưu tiên, thứ nhất là theo tên của trang phục theo âm thanh, còn nếu là biến số thì nó sẽ theo thứ tự của âm thanh đó. Nhưng mà thứ tự là nó ưu tiên hơn, ưu tiên muộn hơn, ưu tiên sau hơn. Ưu tiên số 1 là theo tên. Tên đúng rồi thì nó áp dụng luôn. Còn tên mà không có thì nó dùng thứ tự. Đó, còn chú ý nhé. Thì dùng cái này để ta lập trình. Thì hôm trước tôi thấy một số bạn làm cái bài tập này rất đúng rồi, nhưng chúng ta làm phức tạp hơn là nếu bóng bằng 1 thì phát âm thanh 1, nếu bóng bằng 2 phát âm thanh 2 thì nó hơi cũng đúng thôi, nhưng mà nó dài, nó mất thời gian. Bây giờ chúng ta dùng một lệnh thôi là làm tất cả mọi thứ. Con thấy không nào? Đây nhé. Như vậy là với sân khấu đây, chúng ta chỉ cần một lệnh thôi là start sao bóng. Với là số, chúng ta dùng lệnh thôi là switch custom to bóng là xong. Được chưa? Thế thôi nhé, lớp mình hôm nay nghỉ ở đây nhá. Nào các con về nhà, con sẽ làm cho bài tập, con làm phần này nhé. Như vậy hết phần, hết bài hôm nay. Chào thầy.
Hôm nay là con có rất nhiều những cái chương bài tập hay để cho làm đấy nhá. À, chào thầy ạ. À, chào con nhé. Con chào thầy. Chào thầy, hỏi ai? Con chào thầy. Chào các bạn, chào các bạn. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ. Con hỏi lắm rồi. Hỏi cả tay da gà lên rồi. Ở đây. Con ở đây. Rồi nhá, chào bác đi đây, bác về đây.